Nguồn tin sau đây cho hay có hơn 100 tấn mở ngoặc đóng ngoặc thảo dược của Trung Cộng nhập lậu vào Việt Nam đã bị phát hiện, thưa quý vị. Theo như tờ báo VTC ngày 22 tháng 6 năm 2020 loan tin, thì cơ quan quan thuế Cộng sản Việt Nam vừa phát hiện ra 5 containers chứa khoảng hơn 100 tấn thảo dược nhập lậu của Trung Cộng vào cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Số thảo dược này cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập cảng Ngọc Sơn, có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương, mở tờ khai nhập cảng và khai báo là táo, quả mơ, hạt điều, củ cải, cà rốt, sấy khô đã được dùng để làm thực phẩm. Nhưng trên thực tế thì trong các container này chỉ có một số rất ít là các loại củ quả như là đã khai báo, còn lại đều là thảo dược của Trung Cộng được nhập về để làm thuốc. Hiện nay thì cơ quan kiểm định thuốc đang lấy mẫu vật để xác định lên hàng. Công dụng của từng loại thảo dược này cũng được biết trong những năm qua, các mặt hàng thuốc Bắc hoặc là thuốc Nam ở Việt Nam được nhập chủ yếu từ Trung Cộng. Nhưng có rất nhiều trong số thuốc này đã được tẩm thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại để bảo quản chống ẩm mốc, mối mọt hoặc là đã được phía Trung Cộng chế biến để lấy hết chất thuốc ra. Còn phần xác thì tẩm ướp các chất độc hại khác rồi lại tân trang lại như là thảo dược chưa qua sử dụng để nhập vào Việt Nam. Vì vậy thì đã có nhiều bệnh nhân Việt Nam sau khi uống thuốc Bắc, thuốc Nam không những không khỏi bệnh mà bệnh còn nặng hơn hoặc là phát sinh thêm những căn bệnh khác.